Hello mọi người, bọn mình đang chuẩn bị để đi concert của Blackpink ngày 2 và đây là bà chủ kênh mọi người. Ten 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 ten. Blackpink. Yeah. đây là concept của Diệp mọi người ạ. Đấy, đây là tiểu gáo cho nhà mình nhá. Nếu chưa thì bây giờ hãy cùng theo chân mình ra sân vận động mini để xem không khí ở đấy như thế nào mọi người nha. Let's go. Hey yo. Ui, bọn tôi đi bộ phải gọi là một đoạn xong phải bắt xe ôm mọi người ạ. Bắt xe ôm hết bao nhiêu? 50. Kẹp ba. Gửi xe thôi, còn tí nữa thì ôi, gửi xe mà bị công an lùa. Sợ chết đi được. Ôi, nói chung ở đây đông lắm, đúng là Blackpink vác toàn màu hồng thôi. Đi, let's go. VIP. VIP Pro. Ai à, sốt vì sốt bụng quá. Ba đứa mua vé VIP, bốn đứa mua vé VIP, xong cùng sale. Xong cuối cùng nó sale. Xong nhưng hôm nay nó lại lên giá. Nhưng mà có cái lại nữa là bọn mình mua nhưng mà bị nhầm vé mọi người ạ. À ừ ạ. Có nghĩa là bọn mình tưởng bọn mình ngồi hàng AL. Xong cuối cùng hóa ra là hàng AI. Mà nó thật đến giờ tao chưa biết là ngồi hàng A nào nhỉ. AI nhưng mà mọi người ngày xưa hôm qua bọn mình cứ xài xé cái hàng AL. Mình chê ra mọi người đấy là hàng AI mà sao. Xa lắc xa lơ. Đông lắm luôn em ơi, khung cảnh siêu đông, cái đỉnh siêu đông luôn đấy mọi người ạ. Siêu đông luôn. Siêu siêu khủng đông. Thế sao, hai đứa có chụp ảnh không? Có chụp không? Chụp đây luôn nhá, đứng lên đây. Mấy chị em tạo dáng kiểu kém nhưng mà chụp thật xinh nhá. Bây giờ tạo dáng kiểu đơ đần kiểu. Ờ đấy đúng rồi. Tạo dáng kiểu xấu trong tí rảnh đẹp. Bắt đầu này. 3 2 1. Đổi kiểu. Phim này mọi người ạ. Đây sẽ là một số ảnh cơm chó. 3 2 1. 1 2 3. Và đây là biểu cảm. À, ok chị. Quá là vui mọi người ạ. Quá là vui cho buổi tối ngày hôm nay. Rất là hóng chờ. Hôm qua ngày day 1 bọn mình cũng đi. Day 1 bọn mình đi là đi hóng. Đi hóng mua vé rẻ nhưng mà không nha, sốt vé lắm mọi người ạ. Vé 40 triệu một cặp. Làm gì đến? Thấy có người đăng. Thế à? Kinh thế. Tôi xem là 20 triệu một vé. À ờ đúng rồi, 40 triệu một cặp là đúng rồi mà. Mà trong khi mình mua là 9 triệu 8 đã cao lắm rồi đấy. Quá đông. Ngáo đi đâu kìa, ngáo ăn cơm chó nhiều quá, ngáo đây này. Kiếp nạn đầu tiên, xếp hàng. Đông bé rồi đây này, trời đất ơi. Kiếp nạn đầu tiên là xếp hàng mọi người ạ. Khu VIP nhá, khu VIP này. VIP check in mà nó đông. Có xếp hàng lần 1 thì sẽ có xếp hàng lần 2 nha, ngáo nha. Xếp hàng được vào check in xong thì giờ bọn tôi là tiếp tục xếp hàng để đổi quà. Ôi, nó đông. Giờ xếp hàng đổi quà VIP. Mọi người ơi, mình cứ nghĩ là VIP ít nhưng mà VIP nhiều vậy, VIP nhiều hơn cả mấy cái luôn. Toàn VIP chính là các hàng cát đấy. Em không cần tiền, anh vừa có tiền lên thẳng. Ai chả? Thật ạ? Không cần gì, không cần lên, có thứ là phải nào. Ờ thế thì dắt mình lên ưu tiên đi. Lên được ạ? Quá. Quá. Đi bên này. Ủa, có nghĩa là không có đồ gì cả. Nước thì trong kia là phải để lại. Ờ thế thì. Nước vào trong này anh chị uống hết đi cũng được. Ờ ừ, thế thì vào đây uống. Nghĩa là không có đồ gì là được đi vào nha mọi người nha. Không có đồ gì ạ? À? Em không có đồ gì đâu ạ. Đi vào đấy không ạ? À vâng, để em nhá. À vâng. Để điện thoại đây. Được đi qua. Xong tôi cầm điện thoại lên vlog tiếp cho mọi người. Nghĩa là giờ bọn tôi vào rồi. Bọn tôi vào được khoảng tầm 5 phút rồi. Nhưng mà tiểu ngáo kìa. Tiểu ngáo với bé Chi vẫn đang đứng đợi ngoài kia. Diệp vẫn đang quay. Diệp vẫn đang chổng bông kiểu đi lên quay ạ. À. Tại vì có túi bọn mình không cầm gì cả, bọn mình cầm đúng thế này thôi, bọn mình được ưu tiên nhưng mà nước tí nữa cũng không được mang vào. Đấy, nước mình phải uống luôn. Ê, tôi phải xoắn cái này, mọi người có biết em bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Hôm nay anh thấy nó ship lên cho em không biết. 1 triệu. Rẻ rồi, 1 triệu 1 đây, người ta làm 1 triệu 1 triệu 2 á. Cười lên. Đây, bọn tôi vừa nhận được gọi là cái quà của VIP đây. Đâu, xem có cái gì nào, hôm qua đây một thì thấy mọi người review rồi. Ngáo đội đi. Trong này sẽ có tiếp là bên trong có này. Ôi hai mặt. Xịn nha. Giờ anh mới biết đấy. Trong này nó sẽ có card với cả cái thẻ VIP đúng không? Thẻ mà mình phải móc ra thì mình đúng rồi, mình phải đeo ra. Móc ra đeo luôn. Móc vào luôn đi. Được của đứa nào đứa đấy móc luôn, của đứa nào đứa đấy móc luôn. Diệp đeo cái VIP lên thế nào? Thả cái túi xuống. Đây đưa anh cầm nha. Rồi. Rồi. Đeo vào chưa? Lật quay lại đằng trước. Wow, bon ping VIP nha. Cái khăn trải bàn. Đẹp luôn. Tú bàn á? Thế anh tưởng cái khăn trải bàn.
Ok, đây là khu check-in VIP của bọn mình. Cái khu VIP này rộng lắm nha mọi người nha. Cái khu VIP còn đông hơn cả mấy cái khu cát này này, còn đông lắm luôn VIP đây. Và cái này là mình mua 100.000. Hình của Jenny. 100.000. Ồ, cứng cáp lắm nha, mà người Trung Quốc bán đấy. Người Trung Quốc sang tận Việt Nam để bán luôn đó nha các bạn. Anh nghĩ thế đấy. Thôi đi đi cầm đồ lên, nhanh nào. Let's go vào trong nhiều việc các nèo. VIP check in. Wow. Đông lắm mọi người ạ. Wow, đẹp chưa Diệp ơi, đẹp chưa? Còn mình ở giữa sân luôn ô, đẹp chưa? Let's kill this love. Nhiều cảnh lắm luôn ý. Siêu nhiều cảnh luôn. Lép đây rồi. Ôi sao đi sâu thế, sao mình không được ngồi đây? Các bạn lại mua được ghế đẹp thế. Thề luôn ấy. AI hay A gì á? Ngáo. Không, hình như AI. AI ngáo đâu? AI à? Hỏi bạn ý xem AI AL. Cái mã vé ở đâu? Ôi giời ơi, may quá mọi người ạ. Hàng của bọn mình. Hàng của bọn mình là hàng siêu đẹp. À không phải siêu đẹp mà gọi là tạm được. Ở đây là ngon lắm rồi. Đầu tiên là có được cái gì đó kia rồi. Ừ. Có nghĩa là bọn mình kiểu bọn mình là AI. AI thì phải tiếp cho bên góc bên kia gì đó, nhưng mà mình là AL. AL thì bọn mình ngay thẳng đây luôn nè. Không nghĩ là được ngồi gần như thế này luôn. Yes. Cực kỳ luôn đấy. Ngồi đây là đẹp lắm rồi ấy. Wow. Bây giờ là mấy giờ rồi Diệp? Mấy giờ nào? Bây giờ là 7:30, khoảng tầm 30 phút nữa là sẽ bắt đầu. Không đến 30 phút. Hôm qua 8 giờ mà. Hôm qua gần 8 giờ. Hôm nay có vẻ sớm hơn. Sớm hơn đấy. 7 phút là cũng được. Ôi mọi người ơi, đằng sau hò hét vui lắm luôn đấy. Thế này quay lúc mà mọi người hò. Thế nhưng mà lúc đấy không quay được rồi. Đằng sau cắt một là hầu như là đông hết luôn đấy.
kết thúc ngày 2 video Blackpink của mình. Chứ là hôm nay buồn là vì buồn là bị đổi hàng hơi kiểu mất cái view á. Buồn là vì nữa là nhanh quá, kết thúc nhanh quá, mình muốn được chuyện nhiều hơn. Hôm nay vừa bị đổi hàng này. Hôm nay cũng hay mà. Diệp nó bảo là dịp tiếp theo đi đu Blackpink là Diệp nó sẽ tập nhảy để chơi được cái trò play dance đấy. Đấy là mọi người đi. Nói chung là thời gian tới mà tôi sẽ ra chăm chỉ ra clip nhiều hơn chứ nếu mọi người Diệp nó lười lắm, mọi người nó ngủ toàn đến trưa thôi. Thế. Bye bye mọi người, yêu mọi người, love you, love Danny, bye bye mọi người.